Tưởng Hà Nội đã hết dịch, bốn người phụ nữ thông dòng tập thể dục, rồi chạy tóc biến khi thấy công an. Từ 6 giờ ngày 21 tháng 9, Hà Nội điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố theo quyền tắc chỉ thị 15, xét CTTTG và một số biện pháp cao hơn tùy vào tình hình thực tế. Mặc dù đã nới lỏng giãn cách, song lãnh đạo thành phố vẫn khuyến cáo người dân cần tuân thủ quy định việc tạm dừng các hoạt động tập trung đông người chờ chỉ đạo mới của thành phố để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn có tinh thần chủ quan, lơ là, không chấp hành nghiêm chỉ thị 15. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh 4 người phụ nữ tập thể dục tại khu vực Hồ Hoàng Kiếm, Hà Nội được chú ý. Theo đó, khoảng lúc rạng sáng, bốn người phụ nữ thông dong tập thể dục trên gần khu vực vỉa hè. Thấy bóng lực lượng chức năng từ đằng xa, bốn người lập tức phân tán, chạy tóc biến, mỗi người một ngã. Mặc dù đã chia nhau ra để đuổi theo các đối tượng, nhưng cả bốn người đều chạy rất nhanh và mất khúc. Thông tin trên tuổi trẻ thủ đô cho biết, Ngày 22 tháng 9, Công an quận Hoàng Kiếm, Hà Nội phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Tràng Tiền đã ra quyết định xử phạt 4 công dân vi phạm đi tập thể dục khi thành phố thực hiện chỉ thị 22 CT Ủy ban Nhân dân ngày 20 tháng 9 năm 2021. Khi phát hiện nhóm 4 người phụ nữ đang đi tập thể dục và dắt chó đi dạo, lực lượng chức năng đã yêu cầu nhóm người trên về trụ sở Công an phường Tràng Tiền làm rõ. Khi trong bản tường trình, cả bốn người đều nêu lý do đi tập thể dục cho vui vẻ vì nghĩ thành phố đã nới lỏng giãn cách, đã hết dịch. Tất cả các đối tượng đều thừa nhận vi phạm và ký vào biên bản vi phạm hành chính với mức phạt 2 triệu đồng trên một người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé.